Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay á. Thì hôm nay mời các bạn đến với gia đình Uesugi các bạn. Một trong những cái gia tộc mà nó khá là thuần túy theo Phật giáo của Nhật Bản hoặc Trung Quốc. Nói chung là chúng ta sẽ vào vai Uesugi Kenshin và em gái của ông ấy là bà Aya Kenshin nha các bạn. Rồi đây, ông này vừa vô nâng được cái chiêu lấy kinh nghiệm là ổng lên level như đúng rồi luôn. Ông này lại là tướng Norman nữa các bạn. Ông này cái chiêu của ổng là ổng tạo ra phiên bản khổng lồ của ổng. Phải nói là chơi phê luôn. Gì chứ Takeda Shingen với Uesugi Kenshin là hai nhân vật này chơi là không có chê được rồi. Mình cũng đã mở được chiêu của ông Musashi và ông Kojiro rồi nha. Ông Kojiro thì cộng đánh thường, còn ông Musashi thì cộng đánh mạnh. Ông Kotaro thì cộng đánh hai bên. Phải nói là ba người này mà hợp chiêu lại nhau thì quá đỉnh luôn. Không chê vào đâu được. Bên Warrior Orochi thì chiêu biến hình của ông này là phải tốn năng lượng. Còn bên này thì tha hồ dùng. Chỉ cần bấm nút gồng lên thôi. Rồi đây, ăn xả. Chạy hơi chậm tại chưa nâng vô được cái được tốc độ các bạn. Rồi đây nâng chiêu lên xài tiếp. Ở vậy còn có chiêu phân thân bóng nữa chứ. Thầy tu nhưng mà xài vỏ của mình ra. Chơi vậy nó mới sốc các bạn. Như là do ảnh hưởng thì chiêu của ninja không. Nhà Uesugi thì chuyên về tăng binh các bạn nha, tức là chơi lính thì tu ấy. Ngoài ra thì đây cũng là một gia tộc mà nó được các đánh giá là khá tốt về mặt buôn bán. Do chư hầu của nhà Uesugi là một cái gia tộc nó ở ngoài đảo, nhà gì ở mình cũng tiêu tên này, mà cái gia tộc đó là nó chuyên khai thác vàng luôn. Nó ở đảo nhưng mà nó có nguyên cái mỏ vàng các bạn. Thành ra là nó gào gần ngang ngửa nhà Hozo. Có điều nó ở đảo mà nó phát triển không bằng thôi. Rồi đây, mảnh lông xứ Ichigo các bạn. À, chém thẳng đường tới rồi hả? Cũng ghê đấy. Ô, được hai cục luôn. Ô, vừa vô hơn thế. Thật ra mình nâng đường vàng với đường đỏ trong này hơi nhiều rồi. Nhưng mà mới những lê vào đầu mà ông ấy có được cái này rồi là ổng hên lắm luôn á. Còn cái chiêu này hồi lẹ ghê ta. Đây, có hai bơ, có bao quờ cũng đánh cái nào cũng được. Rồi đây, cái đòn đánh của ông này khá là thực dụng ấy. Mặc dù ông đánh hơi chậm nhưng cũng được. Ồ, chỗ này nó có cái thùng các bạn ơi. Thùng vô thùng này chắc chắn là không ra đồ ngon nổi rồi. Nhưng mà ra đồ gì dừa cũng được. Ồ, bà này ngồi lưng ngựa quýnh ngon người ta. Bà này chơi pháp sư. Bà này mình đổi đồ được nha các bạn, nhưng mà tại vì bà này là một trong cũng là một cái người mà dạng như khá là ngoan hiền ấy, mà mình thay đồ cho bà ấy, cái bộ đồ nó cho bà này nhìn khá là giống như mấy cái phim giáo dục giới lính của Nhật Bản nên thôi. Mình muốn tôn trọng nhân vật này, chứ riêng nhân vật này thì mình sẽ phép tôn trọng. Chỗ sau thì cũng là một người phụ nữ mà người ta nói là dạng như là chuẩn luôn ấy, thờ phong kiến ấy. Thành ra là không nên làm hỏng hình ảnh của bà này. Rồi đây, giờ thích gì? Nói vô là tùy đối tượng thôi, không đối tượng nào cũng đem ra đùa được. Có như nhân vật lịch sử chúng ta nên tôn trọng. Đây, ngọc. Trời ơi, này thì đâm này, đùa với ông này à. Đùa với mảnh lông xứ Ichigo à. Càng mấy chú đi hết. Mới level đầu mà ông này ông lên level kinh quá. Thấy nó nhảy level mà mình chóng mặt luôn á. Bà kia thì cho ở đây đi. Rồi đây mở chiêu nhiều lắm. Mát chưa đánh thường luôn rồi. Rồi đây, chặn đường là do bị khóa cửa thôi. Vô. Này thì cầm cờ này. Nó đánh đúng là mảnh lông các bạn. Đánh đầu chết đó.
không, tay có lửa luôn, chiến thần của nhà UCB, người duy nhất đấu được với lại Takeda Shingen các bạn. Hai ông này là như bạn với nhau luôn. Có lẽ là mình mới cho hai ông này đi chung mới đúng á, nhưng mà tại vì mình đang muốn cho hai anh em ông này đi chung các bạn. Ông này với em gái ông cũng là một đội một cặp, phải nói là khá là hấp dẫn. Cặp ở đây là dạng như đi chung với nhau chứ không phải là có cái bài sinh giống thương hiệu của các bạn đâu. Ở đây là người ta là rất là nghiêm túc chứ không phải là đang bàn theo kiểu mấy cái phim mà các bạn xem trên kênh Mèo Đen nhá. Rồi đây. Rồi ok, trời ơi, cái chiêu hút số 5 này của ổng ghê quá. Nó hút một cái chiêu đó vừa cái choáng mà vừa sát thương cao thôi. Ổng quýnh nó bay tùm lum luôn. Dường như là không, ổng không thể cản phá được. Đây là một nhân vật mà dạng như không thể cản phá. Gọi là đang ở cái vùng trắng thôi, chứ ở vùng này. Ổng này tướng normal đã gặp trường hợp này ổng không sợ lắm. Tại vì cái đòn đánh normal của ổng dư sức ổng phá thằng này, ổng không cần phải lướt. Tướng Hyper gặp trường này hợp này mới sợ. Cái đòn của ông Munchi hồi cũng tương đối nhanh đấy chứ. Rồi đây. Vô. Vì sao tôi say mê đá banh. Đá vô được ăn banh. Đây. Vô đi. Yo. Sao tôi say mê đá banh. Còn người nhà Hozo không tôi. Rồi lấy được tí đồ về bán cũng mừng. Để coi nào, chạy qua đây chặn bà cai lại. Đây. Lại lên cấp dù nữa rồi. Rồi kiểu này thì phê luôn. Từ từ để gồng nó đã. Đây. B. Ông đánh kiểu này ông nhảy cấp như đúng rồi luôn. Từ 1 lên 30 chắc không nổi, nhưng mà từ 1 mà lên rồi khỏi còn lùa gì hết trơn á. Rồi từ 1 lên 21 chắc dễ. Đây. Chơi tiếp. Lady Hakawa thì cũng chịu không thấu đâu. Trời ơi, nó nhảy kinh nghiệm đã quá các bạn ơi. Cảm giác như mình hack level luôn ấy. Rồi, cái kiếm này ra để thờ với cái lực chiến không cao. Có điều nó đẹp thiệt. Đánh ba chém à, ngon đấy. Cũng may game này nó không cơ chế giống như Mortal Kombat, chứ không là chúng ta lại thấy đóng có bài nhầy nữa rồi. Và đó là lý do mình theo mình không thích Mortal Kombat, nó bạo lực quá mức không cần thiết các bạn. Rồi đây, tới lượt bà này đi, nãy giờ không bại không được trổ tài. Chơi luôn đi, ngại ngùng chi. Bà này chưa nâng được chiêu gì cả, anh ta chỉ có chơi như vậy thôi. Đây, nhào vô. Cũng tương đối được ấy, bà này quýnh mặc định ra băng. À không, bây giờ cái chiêu băng của ông kia lộn. Xin lỗi, mừng quá à, nói nhầm. Bài đánh chưa thấm lắm. Đây, cho về đép tướng cái đã, nguy hiểm. Rồi đây, tướng địch đâu, nhào vô. Mau mau đưa tay chịu trói đi. Rồi ok. Thank you.
lâu quá. Rồi, ok, càng tiếp. Càng đi, càng đi, càng nữa đi. Không gì có thể cản được. Mãnh long xứ Echigo. Rồi xong. Trời ơi, nó ra có mỗi cục máu. Rồi lại ba đất cấp tầng nữa à. Vô 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 vô. Rồi đây. Cho ông này chạy đánh mấy thằng này đã. Rồi, bà này chạy lên. Đây. Nâng chiêu lên mà đấm. Rồi đây, đánh ông lại thì nhờ chiêu độc nhãn long. Rồi, tướng thường thì cũng đừng dọa chị. Bà này trông hấp dẫn ghê. Đẹp đúng kỹ thuật nữ luôn ấy. Rồi chơi đi, ai cưới được chắc có phước lắm. Chà chắc chạm kịp rồi, nó ở xa quá. Ngựa chưa nâng, bà này lại cũng không phải tướng cưỡi ngựa nữa. Nhà Uesugi thì không thiên gì ngựa. Nhà Uesugi thì nó dạng như nó chơi tăng binh cơ. Rồi đây, để đạn bay tứ tung là cũng mừng rồi. Đánh được Kotaro Kuma. Cái trời vừa chạy nên hết giờ luôn à. Tại nói chung là chơi mới level 1 mà các bạn. Nhưng còn tao yếu xìu à. Đây, ấy à. Không thấy đường luôn để mà bắt, chỉ nghe tiếng thôi. Rồi đánh thường cũng được. Đây. À tưng tưng vậy lên hả? Giống bà gì ở đâu Củ Châu không vậy? Bà gì Tachibana ấy. Ồ, oh, cũng là gió tuyết nổi lên khá kinh. À bà này tướng nô mồ luôn các bạn. À, hay rồi. Hai anh em nhà này rồi tướng nô mồ. Ấy à. Võ công lợi hại quá. Này thì võ công lợi hại này. Lợi hại nữa này. Lợi hại nữa hết. Sức mạnh của bão tuyết. À quên coi chiêu của bà này là gì nữa. À giảng búp cho đồng đội rồi các bạn. Đánh mày nó không có phê. Rồi cũng là dạng pháp sư bắn đạn trưởng đồ cũng kinh đấy. Rồi đây vô. Rồi nhào vô. Rồi đây để lên cấp nào. Bà này chơi chủ yếu là để lên cấp thôi, mấy nhiệm vụ kia làm hết rồi nó không chả cần. Rồi đây. Đi cây cấp tiếp nè. Lính nó còn thưa quá, không cày ngon được như lúc đầu. Lúc đầu cày nó đã. Bể thiên nha mấy chú. Rồi, càng tiếp. Bà kia đang đi lên rồi. Ông này ổng càng là khỏi chê luôn. Tướng nó normal mà càng kinh thiệt. Ở cửa này khóa.
Ông này ông tự nhiên ông là God of War mới ghê. God of War cầm song đao ông ơi, với là God of War ở hiện tại đang ở Bắc Âu. Này Nhật Bản mà từ từ muốn God of War nó sang không? Đó là cho anh biết thế nào là lễ độ đấy. God of War đó là con của thần Zeus nha. Quăng trưởng rồi hấp dẫn thế, đồ đánh rất đẹp rất hoa mỹ luôn mà rất thực dụng nữa, vừa hoa mỹ mà vừa thực dụng, chẳng mấy tướng được như vậy. À, cho ông kia đi đường khác vậy chứ biết sao giờ. Rồi vô đi, vì sao tôi say mê đá banh, đá vô được ăn banh. Ây da, ngon lành canh đau. À đúng, bà này báo bút máu cho đồng đội với phòng thủ được, còn tăng hồi năng lượng nữa. Nói chung là dạng cũng khá ok. Ồ, đòn này nổ nước à, hay đấy. Bà này thì kêu đúng là rất đa dạng luôn, kiểu gì cũng chơi được hết. Bạn chống cái cây của bạn xuống thôi, tiếc là lan nhiều mà sát thương không cao. Có cái thức cuối này nó cao nè. Đây à, cũng đẹp ấy, nhìn thì không hấp dẫn lắm nhưng mà đẹp, tôi nhận là đẹp. Rồi đạn bay. Ông này thì từ từ, đây có địch thì phải đánh. Ây da, đùa với mảnh lông xứ Ichigo à. Ây da, không cho biến hình luôn, bá đạo dữ. Chà, cái đoạn thứ 5 nó nhất quyết nó không cho mình ra thôi. Thì ra đoạn số 4 vậy. Vỏ đất gái này mấy chú cũng lăn lộn rồi. Rồi mấy chú không tránh thì ăn đòn đấy. Rồi đây kinh nghiệm không được nhiều thôi vẫn cứ lấy, ít nhiều gì cũng lấy, ai cho gì cũng quý. Nó đúng kêu đi, cày cấp luôn ơi, quá đỉnh. Cấp giờ bắt đầu lên chậm rồi. Không sao, với mình thì không quan trọng. Rồi đây biết đủ chưa ta, rồi đủ chiêu luôn rồi, 21 rồi các bạn. Chà, đòn cuối con này không ngon lắm. Đòn này đòn vật đòn thứ 6. Ây da, nó tập trung nó đánh khá là kinh đấy. Rồi mấy chú là anh bực rồi nha. À một khi anh đã bực thì cho anh mấy chú, anh cho mấy chú biết cái nào là anh nộ nè. Đây hay da, sợ chưa, sức mạnh cuồng nộ đấy. Bảo là đừng có tào lao với anh. Rồi đây tới lượt bà này, chứ là không xài chiêu có băng, còn năng lượng là còn băng để chơi. Rồi cho ông kia ông đánh, mình đi đánh mấy thằng tướng lóc nhóc rồi. Bà này đánh tướng lóc nhóc thôi, bà ấy còn yếu ông kia mạnh rồi. Nhờ có chiêu ninja mà nó bắn như đúng rồi luôn các bạn. Cái bóng trước thì cái người trước vừa bắn là cái bóng nó lướt tới nó bắn thêm phát nữa, coi như nó bắn liên tiếp 3 lần. Nó bắn cho đối phương mà dạng như bạc giết kinh hồn luôn. Dằn nha. À đông đấy, đông đấy. Mà đông là tới lúc phải chơi chiêu rồi. Tại mình đang bật cái kim thân lên đó, nó dằn ra. Đúng như mình là dằn ra.
Ông kia làm ơn đi lên đánh với lại nhiệm vụ chính đi, để cho em gái ông không lo với này. Khổ quá. Đây rồi, hay. À, rồi được thêm chiêu nữa. Anh em nhà này đỉnh. Hàng cực phẩm luôn các bạn. Nó cho một phát bay lên trời. Ây da. Đúng kiểu tướng tập thương nó khác. Ấy là à, tướng là tướng tập kiếm. Rồi muốn thưởng thức được chiêu của chị đúng không? Đây, chị cho thưởng thức ngay đây. Bình thường chị quýnh không lại chuối mà quýnh được kêu thì nó là nghĩa khác nha. Cái này là đòn cho nó văng ra thôi. À Kunoichi ra rồi. Đây suối kia chị với em mình giao lưu luôn. À suối kia giao lưu, đứng đây chưa giao lưu được. Đây xuống đây giao lưu. Giao lưu đi. Đụng chúng mình cũng dính băng. Hai cái kim thân mà nó kết hợp với mấy chiêu có thuộc tính là nguy hiểm lắm, đừng đùa. Lên cấp luôn, mình dám không ăn máu là có lý do mà. Rồi đây, hai ông này đụng nhau là vui rồi. Hãy xem võ công của ta. Bao liệt đám. Này thì gia chủ nhà Hozo à. Rồi đẹp. Rồi bật chiêu lên. Càng thôi các bạn. Địch giờ mỏng rồi. Cầm ông này vô đánh boss thì khỏi chê. Rồi vô. Chiến thần quét đúng là đã thiệt. Tiếc là sao màn này về thì không đủ ngọc nâng cấp cho ổng. Đủ ngọc mà nâng cấp cho ổng là phê luôn á. À bà đang đánh thằng bà đã cấp tên này. Nó còn trâu. Rồi đây Yukimura Sanada đúng không? Đây thế là xong. Tướng chánh mà ra đồ này hơi bể. Trời ơi có cái thùng đồ dưới kia. Thôi kệ màn này cũng chả có đồ ngon nữa mà tiếc. Không đánh được thì thôi vậy. Không nên tiếc các bạn. Nhiệm vụ hơi nhiều, chẳng qua tại lo cày cấp dữ quá. Cấp 23 luôn các bạn, bà này cấp 14 à. Lên được chút xíu. Ông kia đỉnh rồi. Rồi cây này cũng tạm được. Ô có cây này cũng ngon nè. Rồi cây này thì ok, có cây này ngon nè, vừa vô được cây này là đỉnh quá rồi. Bà này được cây này cũng được, có đánh nó phương tráng có gì dễ vật. Có điều nhiêu đây thì hơi ít để nâng cấp. Tại sao thì cũng chưa có ai có chiêu chuyên lấy ngọc cả. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.